Kết hợp xem SEA Games 32, tour du lịch Campuchia giá rẻ hút khách. Kỳ SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia trong thời gian từ ngày 5 tháng 5 đến 17 tháng 5. Nắm bắt tâm lý nhiều cổ động viên Việt Nam có nhu cầu sang nước bạn để cổ vũ cho các vận động viên thi đấu tại ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á này, nhiều công ty lữ hành du lịch đã chào bán hàng loạt tour du lịch Campuchia kết hợp cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu. Theo đó, giá các tour du lịch Campuchia 2 ngày 1 đêm có mức giá dao động từ 2,6 triệu đến 5,3 triệu đồng. Cụ thể, tour du lịch Campuchia cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu với Thái Lan ngày 11 tháng 5 có giá 5,3 triệu đồng. Giá trên bao gồm phòng ở khách sạn 4 sao, vé xe bóng đá hạng ưu tiên, hai bữa buffet đặc sản Campuchia và các quà tặng như áo cổ động viên, bộ kit cổ vũ và một bữa ăn tại Việt Nam. Bên cạnh đó, một số tour rẻ hơn với mức giá chưa tới 3 triệu đồng bao gồm xe đi thẳng từ Việt Nam sang Campuchia, xe túc túc đến sân vận động, bữa ăn theo chương trình và một đêm khách sạn, hướng dẫn viên tiếng Việt và quà tặng của công ty du lịch. Ngoài ra, cũng xuất hiện một số tour cao cấp hơn với mức giá lên tới hơn 11 triệu đồng cho lịch trình 4 ngày 3 đêm, di chuyển bằng máy bay, khởi hành từ Hà Nội, ở khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, vé tham quan, hướng dẫn viên và bảo hiểm du lịch quốc tế.